Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Người nói với các ông: chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng. Ai có tai nghe thì nghe. Người nói với các ông: hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đông đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đông đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất.